Ok, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay theo cầu của một bác đã đặt mua hàng của bên em. À, các bác đã đặt một con bò này, một con vang và một con đẩy. Thì hôm nay theo yêu cầu của bác em là bác ấy có yêu cầu là em phải test để cho bác ấy xem trước khi gửi hàng. Đấy, thì hôm nay cũng ghép lên đây. Tiện thể thì em cũng test luôn cho một bác khách khác một bộ mic DMX, một bác trong Sài Gòn một bộ mic DMX cho bác nhé. Cả hai bác này đều trong miền Nam cả. Một bác ở gì nhỉ, em cũng quên mất. Nói chung là hai bác này đều trong miền Nam cả. Đấy. Thì theo cầu của bác lấy một combo vang đẩy để về chơi một đôi 40 qua 76. Thì con này thì em nói luôn, nó máy này chơi 40 qua 76 thì đánh rất là ok luôn, đánh dư công suất luôn các bác nhé. Máy LA 800. Đấy, mặt mũi rất là đẹp. Đấy, vệ sinh đi nữa thì quá là tuyệt vời luôn. Còn con vang này thì là vang cơ mới các bác nhé, thương hiệu QT Acoustic. Con này là phiên bản model S700. Đấy, thì con vang này có tích hợp Bluetooth, có tích hợp Bluetooth này, USB này. Đấy, có cổng quang học này và hai cổng kết nối hoa sen, hai cổng AUX kết nối hoa sen. Đấy. Đấy, con vang này có tặng kèm theo một cái điều khiển để, nói chung cái điều khiển này thì nó cũng chỉ có cái tác dụng nó là chủ yếu là điều khiển nhạc của USB thôi. Đấy. Và chọn đầu vào. Đấy, các bác ví dụ chọn đây là em đang chọn chế độ Bluetooth này, em đang phát qua một chiếc điện thoại này, đấy, các bác nghe. Đó, em đang phát qua một chiếc điện thoại này, đang kết nối Bluetooth với con vang này. Đó, đây. Đây, em có thể tăng âm lượng trên này. Đó. Kết nối Bluetooth hoặc các bác có thể tăng âm lượng trên này cũng được. Đấy. Em giảm âm lượng này. Đó, nó cũng sẽ giảm âm lượng. Đấy. Nó có thêm một cái điều khiển cho các bác tăng giảm âm lượng này. Chọn đầu vào này. Bây giờ em đang để chế độ Bluetooth này. Các bác có thể sang official cổng quang này. Tiếp là AUX 1 này. Tiếp nữa là AUX 2 này. Nó sẽ hiện lên trên này hết nhá. Và tiếp nữa là tạm dừng, không có đầu vào. Đó. Cái này là các bác cắm USB. Đấy. Cắm USB vào đây là nó sẽ có nguồn AC đây, cắm USB này. Tiếp tục cho Bluetooth. Là lại phải ấn lại. Đó. Tiếp theo, con vang này các bác nhìn đây nó có số 5 này. Con vang này có tổng cộng là 7 chế độ cho các bác chọn nha. Chế độ 7 chế độ effect nha các bác nhé. Đấy, để em sẽ thử. Con này có 7 chế độ effect các bác nhé. Để em thử tiếng mic luôn cho các bác. Con này là từ chế độ 1 đến chế độ 4 thì nó là chủ yếu là dành cho anh em làm sự kiện để làm Hello. Cái này là sự kiện để phát biểu. Hello. Con này thì có một tí ở chỗ. Hello. Tăng dần này. Hello. 1 2 4 5 6. Con này có echo này. Số 5 là echo nhanh. Hello. 1 2 4 6 lê. Hello. 1 1 2. Số 6 là echo chậm hơn một chút và dài hơn một chút. Đấy, cấp độ tăng dần. Hello. 1 1 1 2 2 4 5 6 7 L. 8 này echo cực dài luôn. L 1 1 2 2 2. Và tất nhiên độ dài ngắn của nó còn tùy thuộc vào các bác chỉnh delay đi viết ở trên này nữa nha các bác nhá. Dài ngắn nhanh chậm. Hello. 1 1 2 2 2 2. Các bác có thể chỉnh dài ngắn ở đây cũng được. L rất nhanh luôn. Hello. Con vang này thì nó có tất cả các chế độ từ số 5 trở lên, nó đều có gì vượt trong các bác nhé. Nó có tiếng vang. Hello. Thì bác ấy cũng bảo giới thiệu qua cho bác ấy về cái con vang này. Cái đề lút bắt tắt bật chống hú các bác nhé. Tắt bật chống hú này các bác cẩn thận. Nếu mà không hú thì các bác cũng không cần phải bật. Em thì thông thường em ít khi bật chống hú. Bật chống hú thì nó cũng kèm theo là tiếng mic sẽ tối hơn một chút. Em không bật tiếng chống hú. Còn nhà bác nào mà bộ dàn nó kém, nó loa nó rít nhiều quá, nó tép nó chói quá thì các bác bật chống hú lên. Còn những ba cái này là ba nút căng chỉnh của bát chung tép của mic nhỉ, bát chung tép của music nhỉ. Đây là các nút chế độ này, cái input này là chọn chế độ đầu vào này. Và đây là các nút của điều khiển cái USB này.
ấn tạm dừng này, ấn quay đầu, ấn nấc nấc này, USB trên con điều khiển này nó cũng có này. Đấy, con này thì các bác có thể cắt tiếng này, đó có thể cắt tiếng này, và hoặc có thể tắt nguồn tạm thời, đấy, tắt chế độ đầu vào luôn. Con này có thể tắt này. Ấn hai lần, ấn nháy thì nó sẽ tắt luôn cái này. Thì chỉ còn effect là phải. Tắt nhạc, tắt chế độ đầu vào luôn. Các bác lại tiếp tục bật lên. Con điều khiển này thì nó cũng không có gì, nó chỉ có vài tác dụng, chủ yếu tăng lượng âm lượng thôi, tăng giảm âm lượng thôi. Đẩy này thì em bao đẹp bao zin nhé các bác nhé, đẹp xuất sắc luôn, mặt phanh nhôm, mặt phanh nhôm nhé các bác nhé, không phải mặt sắt đâu nhé, các bác đừng nhìn nhầm, mặt phanh nhôm này, nhôm rất là dày luôn, nhôm phay rất là dày luôn này các bác này, đấy. Mặt phanh nhôm sáng bóng, đấy. Mang cái vương miện đây rất là hay, rồi ok. Em cũng chỉ giới thiệu qua vậy thôi, chứ còn thực ra là những cái này nó là văng cơ, anh em chỉ nhìn qua là anh em sẽ biết sử dụng. Còn những cái này các bác chọn cái nào hay là các bác hát ở chế độ đấy thôi, vì cái này cũng không ai thích hát giống ai cả, có người thích echo ngắn, có người thích echo dài, có người thì echo rất dài, thì các bác chọn chế độ nào mà mình cảm thấy nó ưng thì các bác để chế độ đấy hát nhé. Còn bọn em thì bọn em hát nó cũng không cần chế độ dài echo dài đâu, bọn em thường để số 5 thôi. Như các bác thì có bác thì thích để nó dài để số 7, số 8. Đó. Tùy anh em lấy mic alo lên. Đó. Các bác lấy mic alo lên. Đó. Thấy cái chế độ nào mà mình cảm thấy ưng thì các bác để lại hát. Còn bát trung tép này thì các bác tùy nhá. Bát trung tép này tùy từng bộ dàn, tùy từng loa, tùy từng mic mà các bác sẽ chỉnh bát trung tép khác nhau. Đấy, nút bát này, trung tép này nó đều ghi rõ hết trên này rồi. Đó. Ok. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em. Tất cả các mặt hàng về âm thanh, loa, đẩy, vang, mic, lọc. Đây, mic thì em cũng còn rất là nhiều, đang để trưng bày đây. Loa đây. Mic này, DMX này, mic DMX còn mấy bộ nữa. Loa đây. Đẩy hôm qua mới về đây. Đẩy mới về em chưa lên được cho anh em. Mới về đây nó chưa vệ sinh. Về được hơn chục con. Toàn đẩy rất là đẹp luôn. PPK này. Con này quật 2230, rất là lồi, tồi phổi luôn này. Rất là đẹp, máy móc cực đẹp luôn, class H này. Đấy. Đẩy 16 sò, chơi một đôi 30 rất là tuyệt vời luôn, mà máy rất là đẹp luôn này các bác này. Đấy. Đó. Đây là em chưa vệ sinh các bác nhá, còn nguyên bụi bãi. Đấy. Con này rất là đẹp luôn này. Đấy. Ok. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0378030730 hoặc 0345220586, thì hai số điện thoại này em đều dùng Zalo các bác nhá. Các bác có thể kết bạn trực tiếp vào Zalo cho em. Rồi, các bác đi qua cho em xin một nút like và nút đăng ký kênh nha các bác nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi và ủng hộ Chu Audio suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn tất cả các bác. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào những video lần sau.